Vừa qua, chương trình siêu trí tuệ Việt Nam đã lên sóng với nhiều tiết mục khiến khán giả ngỡ ngàng. Lại dân xăm, đây là lần đầu tiên tôi được sinh ra trên. Thành phần khảo của chương trình tuần này gồm có Lại dân xăm, ca sĩ Tốt Tiên, nhạc sĩ Vũ Cát Tường và Phó Tô Sư Trần Thành Nam. Lại dân xăm tỏ ra khá lo sợ khi lần đầu tiên sinh ra trên. Anh nói, tôi đến chương trình siêu trí tuệ này với một lý do rất đơn giản, vì đây là lần đầu tiên tôi được làm hai chuyện trong một chương trình. Đây là lần đầu tiên tôi được sinh ra trên. Bởi vậy, tôi đến đây với tâm thế lo sợ, buồn chồng. Tôi lo sợ không biết khán giả Sài Gòn sẽ đón nhận mình như thế nào. Điều thứ hai khiến tôi lo sợ là đang chuẩn bị chứng kiến mà lại được giao trọng trách đánh rét những người giỏi hơn mình, phi kém cỏi hơn mình rất nhiều chúng tôi sẽ cố gắng bằng hết tâm huyết của mình để làm việc một cách công tâm, công bằng. Phó Tô Sư Trần Thành Nam cho biết, tôi học chuyên ngành tâm lý học lâm sàng trẻ em và dị thành niên. Về cơ sở thần ngại của các hiện tượng này cũng là một phần chuyên môn chúng tôi được đào tạo. Tham gia vào chương trình này, tôi thấy rất hào hứng nhưng cũng buồn chồn vì những thước đo chúng tôi dùng để đo siêu trí tuệ Việt Nam chưa chưa chắc đánh rét hết được về họ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, khi nhận lời tham gia chương trình này, tôi hơi lo sợ chút xíu vì tôi chỉ đơn thuần là một ca sĩ, nghệ sĩ thôi mà lại ngồi đây đánh ghép về các siêu trí tuệ. Nhưng tôi khá yên tâm khi ngồi bên tôi có anh lại dân xăm, anh Trần Thành Nam cùng các khảo khách mời. Họ sẽ đưa ra cái nhìn khách quan nhất. Riêng tôi có xem siêu trí tuệ các phiên bản nước ngoài rồi nên thắc bận biểu không biết ở Việt Nam có những nhân kiệt như thế không cậu bé nhỏ 14 tuổi nhớ một nghìn quân liệu lịch sử khiến lại dân xăm thốt lên tôi chỉ bằng cái móng chân. Ấn tượng nhất trong tập thi đầu tiên này là sự sinh ra của cậu bé nhỏ Phước Dinh, thế hệ 14 tuổi nhưng đã cao hơn trấn thành gần một cái đầu, khiến anh phải thốt lên, em có mang giày độn không? Phước Dinh cầm giữ khả năng ghi nhớ một cách siêu phạm trên sân khấu chương trình, cậu bé nhỏ đã khiến toàn cục ban khảo lẫn chuyên gia sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thắng phục gì liên tục vượt qua loạt thử thách trong ma trận sử học được đưa ra. Cụ thể, Phước Dinh nhớ được đến một nghìn mốt lịch sử và sắp xếp nối một cách lập cập để đưa ra trước ban khảo. Trên sân khấu, cậu bé nhỏ chỉ mất 5 phút đọc lướt qua một cuốn sách rồi nhớ vừa đủ 19 nguyên liệu lịch sử với 150 con số. Đặc biệt, trong một nghìn mốt sự kiện được đưa ra có một sự kiện mà chương trình cố tình đưa sai, nhưng Phước Dinh vẫn tìm được và chốt lại đáp án chính xác khiến người xem phải lặng người. Vũ các tường phải thốt lên, tôi chưa từng thấy khả năng khả dĩ nào có thể làm được thử thách này. Tôi không nghĩ người kém cỏi có thể làm được như vậy. Còn tốt tiên ngại ngạc, kinh khủng khiếp không thể nào tưởng tượng được. Lại dân sâm sẵn da gà, không thể tin được dù đó là sự thật. Chứng kiến những gì người chơi ấy nói, tôi thế hệ bỗng nhiên nhận ra rằng, mình chỉ bằng móng tay của một đứa bé nhỏ 14 tuổi. Phó Tô Sư Trần Thành Nam thì phân tích, đây không đơn thuần chỉ là việc ghi nhớ một nghìn mốt lịch sử. Việc phải phân tách và kết nối với kho hung liệu đã lưu trữ được là một điều không tưởng. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì xúc động, tôi tin rằng chúng ta đã chọn ra được một siêu trí tuệ thực sự. Tôi rất tự hào.